Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dân thể định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Chỉ thị nêu rõ số phương tiện dán thẻ định danh và sử dụng dịch vụ thu phí ETC vẫn còn thấp, chưa phát huy hiệu quả của hệ thống này. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác này, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi nhận diện thẻ định danh tại các trạm thu phí ETC. Bên cạnh đó, phải nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc khi đăng kiểm. Bộ Công an xử phạt nghiêm những phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông khẩn trương thực hiện dán thẻ định danh đối với phương tiện và thực hiện đầy đủ điều kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí ETC, không điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí ETC lưu thông vào các làn thu phí ETC gây ách tắc giao thông. Trong những ngày gần đây, nhiều bệnh viện tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ghi nhận số bệnh nhân mắc cúm A nhập viện tăng mạnh. Không ít các ca mắc được chỉ định phải nhập viện, thậm chí có trường hợp biến chứng rất nặng. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của cúm A là điều bất thường. Đau người, mệt mỏi và sốt cao hơn 40 độ. Anh Cường và một số nhân viên khác tại khu công nghiệp Kim Trung, Đông Anh được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và chẩn đoán mắc cúm A sau khi được các bác sĩ tại đây thăm khám. Công ty làm được một thời gian thì có đo nhiệt độ thì nó lên 38 độ 5. Sau một lúc sau thì lên 40 độ thì mình cảm thấy người mình mệt quá, không làm được thì mình xin phép mình đi về, mình đi khám. Lúc mình về mình xuống luôn bệnh viện thế này thì bác sĩ chỉ định đi lấy máu và xét nghiệm. Có kết quả bác sĩ đọc cho mình là mình bị cúm A. Cái cúm này tác động đến mình nói chung là rất mệt. Nó hay bị ớn lạnh và nó ho nhiều. Có rất nhiều đờm mà thường xuyên gây ra đau đầu. Tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 35 trên 47 bệnh nhân đang điều trị tại khoa là những trường hợp bị mắc cúm A. Dịch cúm A bùng phát vào thời điểm này là điều bất thường, bởi theo các chuyên gia y tế, bệnh cúm A thường gia tăng ca mắc vào giai đoạn thời tiết lạnh, nhất là vào mùa đông xuân. Việc cúm A xuất hiện vào thời điểm nắng nóng như thế này là điều rất đáng lo ngại. Hơn nữa, có nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng như trường hợp tại khu công nghiệp Kim Trung, Đông Anh. 2 tuần trở lại đây thì số lượng bệnh nhân cúm nhập viện cũng như là đến khám ngoại trú tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì tăng rất là nhanh và rất là nhiều. Thường thì đối với khám ngoại trú chúng tôi tiếp cận khoảng 100 đến 200 trường hợp đến khám mỗi ngày. Đối với nhập viện điều trị nội trú thì khoảng 50 ca mỗi ngày. So với cùng kỳ của các năm trước thì thực sự đây là một cái số lượng bệnh nhân gia tăng rất nhanh và rất nhiều. Chúng tôi gặp khá là nhiều bệnh nhân cúm là công nhân trong các cái khu công nghiệp. Không chỉ bất thường về thời điểm xuất hiện nhiều ca bệnh, biến chứng của cúm A cũng có thể trở nặng và gây nguy hiểm tới tính mạng. Cúm A được biết đến là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nên rất dễ lây lan qua đường hô hấp. Mọi người đều có thể mắc, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già, phụ nữ có thai. Chúng ta vẫn áp dụng các cái biện pháp thông thường như là hạn chế tụ tập đông người trong các cái không gian hẹp, thông khí kém. Cái thứ hai là chúng ta có thể tiêm vaccine thì có thể giúp phòng ngừa không nhiễm bệnh hoặc là trong trường hợp nhiễm bệnh thì cũng không bị tiến triển nặng. Triệu chứng ban đầu của nhiễm cúm A là sốt cao, hắt hơi, sổ mũi, đau họng. Cúm A nếu phát hiện muộn cũng có thể biến chứng vào hệ hô hấp rất nhanh. Do vậy, khi có những dấu hiệu này, người dân nên đi khám ngay để phát hiện cúm A sớm và điều trị kịp thời. Hôm nay, Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều động một máy bay trực thăng hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Kỳ điều hành ngày mai 21 tháng 7, dự báo giá xăng sẽ tiếp tục hạ nhiệt khoảng từ 2.500 đến 3.000 đồng mỗi lít. Nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá sẽ giảm ít hơn. Ngày 21 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 18 tháng 7 tiếp tục giảm so với kỳ trước. Cụ thể, xăng RON 92 là 112,72 đô la Mỹ một thùng, RON 95 ở mức 117,4 đô la Mỹ một thùng. Trong khi bình quân giá xăng kỳ điều hành trước là 149,59 đô la Mỹ một thùng xăng RON 92, 156,21 đô la Mỹ một thùng xăng RON 95 và 137,41 đô la Mỹ một thùng dầu diesel. Trong khi đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước là 128,7 đô la Mỹ một thùng xăng RON 92, 136,53 đô la Mỹ một thùng xăng RON 95 và 146,7 đô la Mỹ một thùng dầu diesel. Do đó, kỳ điều hành ngày 21 tháng 7, giá xăng có thể giảm tương ứng khoảng 2.500 đồng đến 3.000 đồng một lít, còn dầu diesel cũng tiếp tục giảm mạnh khoảng 1.500 đồng một lít. Nếu cơ quan quản lý trích quỹ bình ổn, giá các mặt hàng xăng có thể giảm ít hơn. Được khai thác từ tháng 12 năm 2021 đến nay, sau hơn nửa năm hoạt động, dịch vụ xe đạp công cộng đã và đang được người dân của thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng sôi nổi. Không chỉ khách du lịch mà những người dân sinh sống tại địa bàn cũng dần thay đổi thói quen sang phương tiện giao thông xanh này. Dù mới 8 giờ sáng, nhưng số lượng xe đạp còn lại tại các trạm xe như Nguyễn Huệ, Nhà văn hóa Thanh niên, Mạc Đĩnh Chi, Hàm Nghi khá ít, từ 1 đến 2 xe. Riêng tại trạm xe số 20 công xã Paris, số lượng xe đã được người dân sử dụng hết. Đồng thời, loại hình dịch vụ này cũng nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người dân. Xe đạp công cộng này nó rất là tốt, rất là hay, bởi vì là thứ nhất là nó cũng bảo vệ môi trường. Cái dịch vụ mà để lấy xe này, mượn xe hoặc là thuê xe này thì tôi thấy nó cũng rất là thuận lợi á. Vì là mình có thể làm tất cả thao tác trên app và mình chỉ đến mình mở khóa để mình lấy xe mình đi. Có thể lấy ở một điểm và mình trả ở một cái điểm cũng cùng một cái nơi người ta cho thuê xe thôi. Nên là ví dụ thay vì mình lấy ở một cái điểm xa nhưng mà mình đến một cái điểm gần thuận lợi chỗ mình ấy, mình có thể trả xe ở đấy được. Cô rất là hài lòng bởi vì lần đầu tiên cô cũng sử dụng cái dịch vụ này và cô thấy rất là thích. Theo thống kê đến nay đã có khoảng 150.000 tài khoản đã đăng ký sử dụng với gần 1 triệu km đã đi. Trung bình mỗi ngày có gần 15.000 người đăng ký tài khoản mới trên ứng dụng TNGO. Vào những dịp cuối tuần, xe đạp ở 43 trạm đều hoạt động hết công suất, lúc cao điểm phải sử dụng cả xe dự phòng. Em biết cái ứng dụng này qua mạng xã hội, qua mấy cái group trên Facebook người ta giới thiệu. Với lại em thấy tiện ích là cho những người mà thích vận động, thích chạy xe đạp nhưng mà không có phương tiện riêng, dễ di chuyển hơn. Em thấy cũng khá hữu ích cho người dân ở đây. Một tuần là cỡ 3-4 lần em thuê xe đạp ở đây để chạy. Dự kiến, xe đạp công cộng sẽ mở rộng dịch vụ ra các quận 3, quận 5, quận 7, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, với khoảng 150 đến 200 trạm xe đạp. Việc mô hình xe đạp công cộng được sử dụng rộng rãi trong thời gian tới sẽ giúp cải thiện thêm cảnh quan đô thị cho thành phố, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức về việc bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe, giảm thiểu ô nhiễm không khí và thúc đẩy sự phát triển của các phương tiện giao thông công cộng. Tiếp tục bản tin ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày hôm 19 tháng 7 đã bác bỏ các cáo buộc tham nhũng và quản lý kinh tế yếu kém. Trong ngày đầu tiên, Hạ viện Thái Lan tiến hành phiên điều trần đối với Thủ tướng cùng 10 thành viên nội các. Tại phiên điều trần được truyền hình trực tiếp vào ngày 19 tháng 7, ông Prayut Chan-o-cha đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định chính phủ Thái Lan đã giải quyết được nhiều vấn đề cho đất nước, giúp hồi sinh ngành du lịch và đưa ra các biện pháp tài chính để giải quyết khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, 68 tuổi, đã vượt qua 3 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ cuộc bầu cử năm 2019, giúp ông giữ vững vị trí Thủ tướng Thái Lan cho tới nay. Ông Prayut Chan-o-cha cùng 10 bộ trưởng trong nội các sẽ phải vượt qua phiên điều trần kéo dài từ ngày 19 tháng 7 cho tới ngày thứ 6, 22 tháng 7 và một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm dự kiến diễn ra vào thứ 7, 23 tháng 7. Liên minh đối lập do Đảng Vì nước Thái làm nòng cốt đã phát động một chiến dịch song song với phiên điều trần, cho phép công chúng bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ. Nhiều nhóm chống chính phủ tuyên bố đang thu thập chữ ký của cử tri ở 34 tỉnh thành trong một thỉnh nguyện thư yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức. Một số thủ lĩnh đối lập còn kêu gọi người biểu tình cắm trại bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thái Lan trong thời gian tổ chức phiên điều trần để gia tăng sức ép. Dịch COVID-19 đang ngày càng lan rộng tại Australia với số ca mắc ngày càng tăng. Tuy vậy, đến nay chính quyền vẫn chưa áp dụng bất kỳ biện pháp kiểm soát dịch bệnh nào, khiến cho các chuyên gia y tế lo ngại. Trước thực tế này, các chuyên gia kêu gọi người dân hãy tự giác đeo khẩu trang ở những nơi đông người để làm giảm tốc độ lây lan của COVID-19. Bộ Y tế Australia ngày 19 tháng 7 cho biết, nước này phát hiện hơn 50.000 ca COVID-19 trong 24 giờ qua. Hơn 5.200 người phải nhập viện điều trị và có thêm 75 người thiệt mạng. Điều đáng lo ngại là hiện có tới hơn 5 triệu người chưa tiêm mũi vaccine tăng cường, cho dù mũi vaccine ngừa COVID-19 gần nhất đã tiêm là cách đó ít nhất 6 tháng. Hiệu quả của vaccine sẽ giảm dần theo thời gian, vì vậy khi làn sóng COVID-19 mới bắt đầu xuất hiện, đặc biệt với sự phổ biến của biến thể BA.4 và BA.5. Trong bối cảnh này, các chuyên gia y tế Australia tiếp tục kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 tăng cường, tự giác đeo khẩu trang và khuyến khích làm việc tại nhà trong điều kiện có thể. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dân thể định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Chỉ thị nêu rõ số phương tiện dán thẻ định danh và sử dụng dịch vụ thu phí ETC vẫn còn thấp, chưa phát huy hiệu quả của hệ thống này. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác này, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi nhận diện thẻ định danh tại các trạm thu phí ETC. Bên cạnh đó, phải nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc khi đăng kiểm. Bộ Công an xử phạt nghiêm những phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông khẩn trương thực hiện dán thẻ định danh đối với phương tiện và thực hiện đầy đủ điều kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí ETC, không điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí ETC lưu thông vào các làn thu phí ETC gây ách tắc giao thông. Trong những ngày gần đây, nhiều bệnh viện tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ghi nhận số bệnh nhân mắc cúm A nhập viện tăng mạnh. Không ít các ca mắc được chỉ định phải nhập viện, thậm chí có trường hợp biến chứng rất nặng. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của cúm A là điều bất thường. Đau người, mệt mỏi và sốt cao hơn 40 độ. Anh Cường và một số nhân viên khác tại khu công nghiệp Kim Trung, Đông Anh được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và chẩn đoán mắc cúm A sau khi được các bác sĩ tại đây thăm khám. Công ty làm được một thời gian thì có đo nhiệt độ thì nó lên 38 độ 5. Sau một lúc sau thì lên 40 độ thì mình cảm thấy người mình mệt quá, không làm được thì mình xin phép mình đi về, mình đi khám. Lúc mình về mình xuống luôn bệnh viện thế này thì bác sĩ chỉ định đi lấy máu và xét nghiệm. Có kết quả bác sĩ đọc cho mình là mình bị cúm A. Cái cúm này tác động đến mình nói chung là rất mệt. Nó hay bị ớn lạnh và nó ho nhiều. Có rất nhiều đờm mà thường xuyên gây ra đau đầu. Tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 35 trên 47 bệnh nhân đang điều trị tại khoa là những trường hợp bị mắc cúm A. Dịch cúm A bùng phát vào thời điểm này là điều bất thường, bởi theo các chuyên gia y tế, bệnh cúm A thường gia tăng ca mắc vào giai đoạn thời tiết lạnh, nhất là vào mùa đông xuân. Việc cúm A xuất hiện vào thời điểm nắng nóng như thế này là điều rất đáng lo ngại. Hơn nữa, có nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng như trường hợp tại khu công nghiệp Kim Trung, Đông Anh. 2 tuần trở lại đây thì số lượng bệnh nhân cúm nhập viện cũng như là đến khám ngoại trú tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì tăng rất là nhanh và rất là nhiều. Thường thì đối với khám ngoại trú, chúng tôi tiếp cận khoảng 100 đến 200 trường hợp đến khám mỗi ngày. Đối với nhập viện điều trị nội trú thì khoảng 50 ca mỗi ngày. So với cùng kỳ của các năm trước thì thực sự đây là một cái số lượng bệnh nhân gia tăng rất nhanh và rất nhiều. Chúng tôi gặp khá là nhiều bệnh nhân cúm là công nhân trong các cái khu công nghiệp. Không chỉ bất thường về thời điểm xuất hiện nhiều ca bệnh, biến chứng của cúm A cũng có thể trở nặng và gây nguy hiểm tới tính mạng. Cúm A được biết đến là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nên rất dễ lây lan qua đường hô hấp. Mọi người đều có thể mắc, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già, phụ nữ có thai. Chúng ta vẫn áp dụng các cái biện pháp thông thường như là hạn chế tụ tập đông người trong các cái không gian hẹp, thông khí kém. Cái thứ hai là chúng ta có thể tiêm vaccine thì có thể giúp phòng ngừa không nhiễm bệnh, hoặc là trong trường hợp nhiễm bệnh thì cũng không bị tiến triển nặng. Triệu chứng ban đầu của nhiễm cúm A là sốt cao, hắt hơi, sổ mũi, đau họng. Cúm A nếu phát hiện muộn cũng có thể biến chứng vào hệ hô hấp rất nhanh. Do vậy, khi có những dấu hiệu này, người dân nên đi khám ngay để phát hiện cúm A sớm và điều trị kịp thời. Hôm nay, Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều động một máy bay trực thăng hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Kỳ điều hành ngày mai 21 tháng 7, dự báo giá xăng sẽ tiếp tục hạ nhiệt khoảng từ 2.500 đến 3.000 đồng mỗi lít. Nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá sẽ giảm ít hơn. Ngày 21 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 18 tháng 7 tiếp tục giảm so với kỳ trước. Cụ thể, xăng RON 92 là 112,72 đô la Mỹ một thùng, RON 95 ở mức 117,4 đô la Mỹ một thùng. Trong khi bình quân giá xăng kỳ điều hành trước là 149,59 đô la Mỹ một thùng xăng RON 92, 156,21 đô la Mỹ một thùng xăng RON 95 và 137,41 đô la Mỹ một thùng dầu diesel. Trong khi đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước là 128,7 đô la Mỹ một thùng xăng RON 92, 136,53 đô la Mỹ một thùng xăng RON 95 và 146,7 đô la Mỹ một thùng dầu diesel. Do đó, kỳ điều hành ngày 21 tháng 7, giá xăng có thể giảm tương ứng khoảng 2.500 đồng đến 3.000 đồng một lít, còn dầu diesel cũng tiếp tục giảm mạnh khoảng 1.500 đồng một lít. Nếu cơ quan quản lý trích quỹ bình ổn, giá các mặt hàng xăng có thể giảm ít hơn. Được khai thác từ tháng 12 năm 2021 đến nay, sau hơn nửa năm hoạt động, dịch vụ xe đạp công cộng đã và đang được người dân của thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng sôi nổi. Không chỉ khách du lịch mà những người dân sinh sống tại địa bàn cũng dần thay đổi thói quen sang phương tiện giao thông xanh này. Dù mới 8 giờ sáng, nhưng số lượng xe đạp còn lại tại các trạm xe như Nguyễn Huệ, Nhà văn hóa Thanh niên, Mạc Đĩnh Chi, Hàm Nghi khá ít, từ 1 đến 2 xe. Riêng tại trạm xe số 20 công xã Paris, số lượng xe đã được người dân sử dụng hết. Đồng thời, loại hình dịch vụ này cũng nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người dân. Xe đạp công cộng này nó rất là tốt, rất là hay, bởi vì là thứ nhất là nó cũng bảo vệ môi trường. Cái dịch vụ mà để lấy xe này, mượn xe hoặc là thuê xe này thì tôi thấy nó cũng rất là thuận lợi á. Vì là mình có thể làm tất cả thao tác trên app và mình chỉ đến mình mở khóa để mình lấy xe mình đi. Có thể lấy ở một điểm và mình trả ở một cái điểm cũng cùng một cái nơi người ta cho thuê xe thôi. Nên là ví dụ thay vì mình lấy ở một cái điểm xa nhưng mà mình đến một cái điểm gần thuận lợi chỗ mình ấy, mình có thể trả xe ở đấy được. Cô rất là hài lòng bởi vì lần đầu tiên cô cũng sử dụng cái dịch vụ này và cô thấy rất là thích. Theo thống kê đến nay đã có khoảng 150.000 tài khoản đã đăng ký sử dụng với gần 1 triệu km đã đi. Trung bình mỗi ngày có gần 15.000 người đăng ký tài khoản mới trên ứng dụng TNGO. Vào những dịp cuối tuần, xe đạp ở 43 trạm đều hoạt động hết công suất, lúc cao điểm phải sử dụng cả xe dự phòng. Em biết cái ứng dụng này qua mạng xã hội, qua mấy cái group trên Facebook người ta giới thiệu. Với lại em thấy tiện ích là cho những người mà thích vận động, thích chạy xe đạp nhưng mà không có phương tiện riêng, dễ di chuyển hơn. Em thấy cũng khá hữu ích cho người dân ở đây. Một tuần là cỡ 3-4 lần em thuê xe đạp ở đây để chạy. Dự kiến, xe đạp công cộng sẽ mở rộng dịch vụ ra các quận 3, quận 5, quận 7, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, với khoảng 150 đến 200 trạm xe đạp. Việc mô hình xe đạp công cộng được sử dụng rộng rãi trong thời gian tới sẽ giúp cải thiện thêm cảnh quan đô thị cho thành phố, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức về việc bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe, giảm thiểu ô nhiễm không khí và thúc đẩy sự phát triển của các phương tiện giao thông công cộng. Tiếp tục bản tin ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày hôm 19 tháng 7 đã bác bỏ các cáo buộc tham nhũng và quản lý kinh tế yếu kém. Trong ngày đầu tiên, Hạ viện Thái Lan tiến hành phiên điều trần đối với Thủ tướng cùng 10 thành viên nội các. Tại phiên điều trần được truyền hình trực tiếp vào ngày 19 tháng 7, ông Prayut Chan-o-cha đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định chính phủ Thái Lan đã giải quyết được nhiều vấn đề cho đất nước, giúp hồi sinh ngành du lịch và đưa ra các biện pháp tài chính để giải quyết khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, 68 tuổi, đã vượt qua 3 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ cuộc bầu cử năm 2019, giúp ông giữ vững vị trí Thủ tướng Thái Lan cho tới nay. Ông Prayut Chan-o-cha cùng 10 bộ trưởng trong nội các sẽ phải vượt qua phiên điều trần kéo dài từ ngày 19 tháng 7 cho tới ngày thứ 6, 22 tháng 7 và một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, 23 tháng 7. Liên minh đối lập do Đảng Vì nước Thái làm nòng cốt đã phát động một chiến dịch song song với phiên điều trần, cho phép công chúng bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ. Nhiều nhóm chống chính phủ tuyên bố đang thu thập chữ ký của cử tri ở 34 tỉnh thành trong một thỉnh nguyện thư yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức. Một số thủ lĩnh đối lập còn kêu gọi người biểu tình cắm trại bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thái Lan trong thời gian tổ chức phiên điều trần để gia tăng sức ép. Dịch COVID-19 đang ngày càng lan rộng tại Australia với số ca mắc ngày càng tăng. Tuy vậy, đến nay chính quyền vẫn chưa áp dụng bất kỳ biện pháp kiểm soát dịch bệnh nào, khiến cho các chuyên gia y tế lo ngại. Trước thực tế này, các chuyên gia kêu gọi người dân hãy tự giác đeo khẩu trang ở những nơi đông người để làm giảm tốc độ lây lan của COVID-19. Bộ Y tế Australia ngày 19 tháng 7 cho biết, nước này phát hiện hơn 50.000 ca COVID-19 trong 24 giờ qua. Hơn 5.200 người phải nhập viện điều trị và có thêm 75 người thiệt mạng. Điều đáng lo ngại là hiện có tới hơn 5 triệu người chưa tiêm mũi vaccine tăng cường, cho dù mũi vaccine ngừa COVID-19 gần nhất đã tiêm là cách đó ít nhất 6 tháng. Hiệu quả của vaccine sẽ giảm dần theo thời gian, vì vậy khi làn sóng COVID-19 mới bắt đầu xuất hiện, đặc biệt với sự phổ biến của biến thể BA.4 và BA.5. Trong bối cảnh này, các chuyên gia y tế Australia tiếp tục kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 tăng cường, tự giác đeo khẩu trang và khuyến khích làm việc tại nhà trong điều kiện có thể.